chào tất cả anh em ha. Hôm nay em xin giao lưu với anh em mình một lô kim quýt ha. Kim quýt này ghép kim quýt Mỹ nha anh em. Loại kim quýt Mỹ ha. Trái rất là sai trái, sai bông nha anh em. Rất mong mình ủng hộ ha. Giá rẻ luôn ha. Tàn thành phẩm về anh em mình chơi ha. Lô này là em không bao chậu nha anh em. Cái này là nữa em dỡ chậu ra. Còn anh em nào mà muốn lấy chậu cho an toàn á thì anh em mình chịu tiền ship cái chậu ha. Quanh 17. Chiều cao là 33. Tàn ngang này là 35 nha anh em. Cái chậu này là cái chậu 3 ha. Lô này là mã số A nha. Dáng thú luôn nha anh em. Dáng thú rất là đẹp ha. Kim quýt ha. Ghép là kim quýt Mỹ nha anh em, kim quýt Mỹ ha. Trái rất là sai trái. Lô này là ghép Mỹ ha. Rồi, cây A1, cây này giao lưu với anh em mình là 800.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Đó, mã số là A1 ha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo luôn nha anh em. Tiếp theo là em ở A2 ha. Cây thành phẩm vô dây hết trơn rồi nha anh em. Tàn đều hết trơn ha. Kim quýt nha, kim quýt Mỹ nha anh em. Rất là sai trái luôn. Cây này là hai thân nó liền với nhau ha nè. Chơi quýt quýt đệ ha. Tổng hoành là 28, hoành thân lớn là 13 nha anh em. Chiều cao cái này là 47 ha. Tàn ngang là 55 ha. Cây này là cây mã số là A2. A2 em xin giao lưu với anh em mình là 1.000.000 nha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi luôn. Ở này là nữa em đóng bầu em gửi cho anh em mình ha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo luôn ha anh em. Cây mã số là A3 ha. Cây này cực kỳ đẹp nha. Ba thân nha anh em, tam tài luôn ha. Ba thân ha. Một cốt nha. Một cốt ra ba thân ha. Kim quýt rất là dễ sống ha. Tàn tròn đều hết trơn luôn ha. Rồi, để em đo thông số cho anh em mình tham khảo nha. 25 hoành. Chiều cao là 62 ha. Cái tàn ngang này là 45 nha anh em. Cái chậu này là chậu 35 ha. Trái rất là sai trái nha anh em. Kim quýt Mỹ nha. Rồi, cây A3. Cây này xin giao lưu với anh em mình là 1.500.000. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Mã số là A3, kim quýt nha anh em. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo cây A4, một cây siêu phẩm luôn anh em ơi. Siêu phẩm luôn ha. Phúc lộc thọ luôn nha anh em, tam tài luôn ha. Phúc lộc thọ. Ba ông luôn. Tàn đều hết trơn ha. Này ghép là kim quýt Mỹ nha anh em, rất là sai trái ha. Rồi, để em đo tổng ba thân ha. 37 hoành tổng nha anh em. Hoành tổng là 37 ha. Hoành cái thân to nhất là 18. Chiều cao là 70. Tàn ngang này là 54 nha anh em. Cái chậu này là 39 ha, chậu 4 nha anh em. Anh em mình xem kỹ cây ha. Tàn rất là đều, rất là đẹp rồi anh em ơi. Tàn mịn hết rồi. Này là ghép kim quýt Mỹ nha anh em. Rồi, cây A4. Cây này xin giao lưu với anh em mình là 1.900.000 ha. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Mã số là A4 nha. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số A5 ha. Cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Song thủ ha. Em báo trước với anh em mình là hai cây này là gời ha anh em, hai cây gời ha. Song thủ luôn. Tàn thì
17 của anh. Chiều cao là 70 nha. Cái chậu này là 40 nha anh em. Đường kính cái tàn này là 60 nha. À, cây cực kỳ đẹp nha anh em. Cây mã số là A5 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Rồi cây này em xin giao lưu với anh em mình là 1.900.000 luôn. Em bao ship toàn quốc cho anh em mình chơi ha. Rồi tiếp theo cây A6 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha anh em. Cây này cực kỳ lực cây ha. Đó, cây này rất là bự, rất là to. Giá rẻ luôn cho anh em mình chơi ha. 23 hoành. Chiều cao là 43 ha. Cái chậu này là cái chậu 4 nha anh em. Tàn ngang này là 40 ha. À. Rồi cây A6 ha, cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này em xin giao lưu với anh em mình 1.200.000. Bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em sức khỏe ha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.